Dạ vâng, em xin chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay em lại về được thêm một số các dòng loa Buxell nhỏ, thì em xin được đưa lên sóng thì để quý vị và các bạn lựa chọn. Và quý vị và các bạn thấy loại nào hợp lý với mình thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Dạ vâng, và em xin được đi vào chi tiết của từng sản phẩm một nhé quý vị nhé. Vâng, em xin được đi vào chi tiết của sản phẩm đầu tiên. Đó là đôi loa DeLong MA5 nhé. Đây là đôi loa, dòng loa này là dòng loa mà phải nói là thương hiệu khá nổi tiếng của bên DeLong và còn cho chất âm rất là tốt. Vâng. Kích thước đường kính bát 12 nha quý vị nhé. Độ cao cái này, độ cao của nó khoảng 26 quý vị ạ nhé. Cao 26, ngang của nó khoảng tầm 16, ngang 16 và sâu của nó là 22 nhé, sâu 22, ngang 16. Vâng, đấy, độ cao như vậy. Đây em xem công suất nào, xem công suất ở mặt sau luôn nhé. Mặt này của nó bị một tí này, gọi là cái si dán thôi. Đấy, các bên là đẹp hết. Vâng. Đấy. Đây mặt sau của nó bị một tí bung gỗ chứ không phải lở. Đây là gỗ này bị bung ra, nó va chạm bị bung. Con này của nó là công suất 50W nhé. Một đôi là 100W quý vị nhé. Một đôi 100W. Vâng. Giá bán em đọc giá bán luôn nhé quý vị nhé. Giá bán của con này luôn. Giá bán của đôi MA3 này là 790.000 quý vị nhé. Nếu mà đôi này đẹp thì đã rơi khoảng tầm 1 triệu rồi. Vâng. 1 triệu hoặc là 1 triệu mốt. Vâng. Đấy. Còn đôi này em chỉ bán với giá là 790.000 quý vị nhá. Tiếp đến em xin giới thiệu đôi loa Sony nhé quý vị nhá. Đôi loa Sony. Đôi này nhìn trông phải nói là rất lạ. Đấy. Quý vị nhìn ở đấy. Nhìn trông rất lạ. Đẹp mắt. Đôi loa Sony. Lạ. Hiếm. Vâng. Đây quý vị xem là mặt sau của nó nhá. Xung quanh đều đẹp. Vâng, mặt sau của nó đây. Đôi này của nó là công suất 30W quý vị ạ. Em đọc đọc ngắn không biết nhà. Đây công suất nó ghi nó như này, nó ghi này khoảng 30W quý vị nhá. Đôi này 30W. Vâng. Đấy. Đấy, nhìn tép của nó làm rất đẹp. Vâng. Đôi loa Sony D5HD quý vị nhá, D5HD có giá là 450.000 nhá quý vị nhá, 450.000. Vâng, rất rẻ. Rẻ, cực rẻ. Đấy, em sẽ đo chiều cao nhá. Này găng tay của em 20. Cao cỡ khoảng tầm 23. Cao 23. Sâu của nó là sâu 19 và ngang của nó rơi khoảng 15. Vâng, ngang 15, sâu 19 và cao 23 quý vị nhá. Bát của nó là 10 cm quý vị nhá. Bát 10 cm. Vâng. Giá của nó là 450. Đây. Đôi loa Sony. Đấy, đôi này nhìn trông rất là đẹp. Đấy, đôi này có một tí bị bung vào trong thôi. Cái này không vấn đề gì, để đằng trước mặt này thì không ai nhìn thấy. Vâng. Đấy, còn đâu đẹp nó chỉ bị lỗi mỗi lỗi đấy thôi. Đôi loa Sony. Đôi này cũng không ghi gì cả luôn. Không biết công suất là bao nhiêu nhá. À ngáng nó khoảng tầm 30W thôi quý vị nhá. À ngáng 30W một chiếc này nhá. Con này mấy con này đánh tiếng rất tốt. Vâng. Em đo chiều cao này. Cao 22. Sâu 20 và ngang 15 thôi ạ. Vâng. Đôi này em bán với giá của nó là 350 thôi quý vị nhá, gần như là em bán loa tặng thùng thôi. Bán loa tặng thùng thôi nhá. 350. Đấy, với mỗi loa có hơn 100.000 thôi. Em bán loa tặng thùng thôi nhá. Một đôi này 350. Vâng. Em bán cổ loa tặng thùng loa. Đấy. Đây, tiếp đến em xin giới thiệu với quý vị và các bạn. Đây. Đôi loa sáp nhá.
Đôi loa sáp CX9 nhá. Đấy, cao hơn cả những đời CX8, CX7, CX6 nhá. Đấy, em thử xem đằng sau nó này. À, đôi này đẹp đấy. Ok. Đôi này rất là đẹp luôn quý vị nhá. Đôi này rất là đẹp luôn. Vâng. Vâng, đôi này công suất của nó nhá. Công suất của nó là 40W một chiếc nhá quý vị nhá. 40W một chiếc. Vâng. Trở kháng 4 ôm. Vâng. Bát 10 cm nhá quý vị nhá. Bát 10 cm. Vâng. Đôi này của nó, đôi này oánh rất là lực nha quý vị nhá. Củ to lắm. Con này cao khoảng tầm 26 cm quý vị nhá. Cao 26, sâu 21,5 và ngang là 15,5. Vâng. Ngang là 15,5. Cái con này nhá, con sáp này nhá. Sáp CX9 em bán với giá 350.000 thôi quý vị nhá. Cực bèo 350.000 anh quý vị nhá. Giá rất rẻ. Vâng. Quý vị khi xem nhá thì nhớ cho em tên model nhá. Quý vị khi xem video nhớ cho em tên model để khi gọi hàng thì biết được luôn nhá quý vị nhá. Khi gọi hàng biết được luôn. Vâng. Đôi Onkyo V77. Vâng. Đôi này chiếc này chỉ bị một tí đây thôi. Hơi xuất cái chi nhìn cũng không rõ lắm đấy. Đấy, nếu mà nhìn qua không thể biết được đây. Đấy, hơi xuất một tí đây đấy. Nhưng mà nhìn bình thường thì không thấy gì cả. Nhìn qua thì cũng nếu mà mình nhìn mặt trước đây thì vô tư. Mình nhìn mặt trước đây thì chả thấy gì đấy. Đấy, nhìn chéo lên trên thì đấy, em xem mặt sau đấy. Đấy, cái này ấy một tí vào đây nó chỉ hơi bị bung ra này. Ấy hay vào này chắc luôn này. Đấy, gắn keo phát là phẳng lì. Đấy, lại thế. Đi lúc nào nó cũng hơi có va chạm một tí. Đấy, xoay quanh này. Ok này. Xoay quanh này, đôi này cũng được đấy. Vâng. Đôi này cũng được. Onkyo V77 nhá quý vị nhá. Onkyo V77, em đo chiều cao nhá. Cao này khoảng 27, sâu là 22 và ngang là 16. Đôi Onkyo V77 có giá của nó là 690.000 nha quý vị nhá. Đôi này bình thường các nơi khác bán khoảng 900 đấy. À, bình thường là bán khoảng 900 đôi này. Em bán 690.000 thôi. Vâng. Công suất của nó 70W quý vị nhá. Công suất 70W một chiếc. Đấy. Công suất 70W một chiếc. Trở kháng 6 ôm. Này tuyệt vời luôn rồi. Đánh hay nhá. Đôi V7 đánh tiếng hay. Tiếp đến này em xin giới thiệu với quý vị đôi loa Sony nhá. Đây này đôi loa Sony, cái này phải chú ý về bóc ra nhá. Nó có hai lớp đây này. Về bóc ra này, lớp này là lớp xi dán bên ngoài, còn lớp trên trong là lớp gỗ. Lau thì lau cái lớp này đi là lớp gỗ. Là đẹp con luôn. Đấy nha quý vị nhá. Đây đây này, đây này lúc nào nó về mình bóc ra. Bên trong này còn nằm lớp gỗ cực đẹp. Đấy, sau khi lau cực đẹp luôn nhá. Lau xong màu nó đẹp lắm. Con này trở kháng 6 ôm, công suất 50W quý vị nhá. Bát con này là bát 10, bát 12. Bát 12. Đấy, chở 50W và cao của nó, con này cao khoảng 28. Cao 28 và ngang của nó khoảng 18. Và sâu khoảng 21, đấy, ngang khoảng 17,5. Đấy, sâu là 21. Đấy. Con này có giá bán nhá. Con Sony 373 này có giá bình thường con này nếu mà bóc tách ra lau chùi đẹp là phải bán khoảng tầm 950. Con này em bán với giá 650 thôi nhá. Đấy, về cho quý vị bóc tách ra vệ sinh. Đấy, lau lên chắc mất khoảng tầm 15 phút 20 phút là đẹp thôi. Vâng. Đấy. Đây. Đôi loa
Onkyo, đôi loa Onkyo 7GX nhá, màng carbon quý vị nhá. Quý vị lưu ý màng carbon nhá, rất chất đây nhá, đôi loa dòng này dòng cao cấp quý vị nhá. Đôi loa màng carbon cao cấp. Đấy. Mặt xung quanh. Nói chung là xung quanh thì đẹp ok hết. Xung quanh đẹp ok hết, chỉ có phía sau của nó thì phía sau thằng này thì ok này. Sau thằng này thì cứng cáp này, nó chỉ hơi bị ngấm một tí nước đây thôi. Chắc hơi bị ngấm một tí nước, không 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 kịp vào trong, nó chỉ là ở bên ngoài thôi kia. Này, gõ của nó cực kỳ đanh. Nó chỉ một tí tị ở bên ngoài, không đáng kể. Này. Đôi loa Onkyo 7GX nhé, dòng màng carbon cao cấp nhé. Dòng màng carbon cao cấp đánh tiếng rất hay nhé. Đôi này em bán với giá 850 thưa quý vị nhé. 850 thôi ạ. Vâng. Đấy, nhìn quý vị như đây. Đấy, đẹp mỹ mãn luôn. Chỉ có đằng sau nó xấu, hơi xấu tí thôi. Đằng sau một chiếc nó hơi xấu tí thôi. Đấy, đẹp mỹ mãn nhá. Đấy, quý vị nhìn này. Đấy. Em bán với giá là 850 quý vị nhá. Vâng. Đấy, em đo chiều cao quên mất này. Bát 12 cm, cao khoảng 27, ngang khoảng 16, ngang khoảng 16, vâng, và sâu khoảng 22. Đấy, đôi này cũng thế, đôi này cũng cao to như cửa đôi ấy, cũng đây sâu 22, ngang khoảng tầm 16 16,5, cao khoảng 27. Đấy. Đôi Onkyo X7 à, em vừa đọc cái đôi công suất của đôi này nhé. Đôi này công suất của nó 70W, trở kháng 4 ohm. Đấy, đánh tuyệt vời luôn, đánh lì á. Này đánh cực tốt. Vâng. Đánh cực kỳ tốt luôn. Đôi Onkyo X7 nhá. Trở kháng 6 ohm, công suất 70W nhá. Bán 12 cm, cao 27, ngang 16 và sâu 22. Đấy, đôi này của nó nhìn đây, quý vị nhìn đây. Khá ok luôn, đôi này đôi này nhìn rất được. Đấy. Anh quay lại đằng sau xem nào. Đấy, nói chung là đôi này đẹp. Vâng. Đôi này đẹp. Đôi Onkyo X7 nhá. Đôi Onkyo X7. Onkyo X7. Đôi X7 này em bán với giá là 750 thôi quý vị nhá. 750 thôi, vâng. À, tiếp đến đôi V3 nhá. V3 này thì em cũng bán nhiều lần rồi. Vâng. V3 này em bán rất nhiều và rất nhiều người mua rồi. À, đôi này sâu 23 này. Đôi này sâu thế nhỉ? Cao 26. Và đôi này ngang khoảng 16. Vâng. Bát 12 cm. Đôi này em bán với giá của nó là 690.000 quý vị nhá. 690.000, vâng. Và sau đây thì em cũng xin soát lại một loạt nhé quý vị nhé. Em xin soát lại một loạt các cái sản phẩm. Quý vị xem được sản phẩm nào thì alo cho em nhé. Đấy. Đấy. Số điện thoại của em là 0966 594 581 quý vị nhé. 0966 594 581. Và một điều nữa là quý vị xin đừng quên là ấn vào nút đăng ký giúp em ở phần phía dưới để đăng ký kênh của em, để khi nào có sản phẩm thì quý vị tiện theo dõi nhé. Và ở bên cạnh cái nút đăng ký thì có cái nút chuông đấy quý vị ạ. Thì cái này chắc là phải ở trên màn hình máy tính thì mới nhìn thấy cái nút chuông đấy. Còn trên điện thoại thì của quý vị thì không biết có không. Nhưng mà trên màn hình máy tính ý, thường là có cái nút chuông ở bên cạnh cái nút đăng ký. Thì quý vị ấn vào cái nút chuông đấy để khi nào sản phẩm mới của bên em, video đưa lên trên YouTube, thì quý vị sẽ được báo về luôn và để xem luôn sản phẩm của bên em nhé quý vị nhé. Để xem có gì mới và phù hợp với quý vị hay không thì để quý vị có thể đặt hàng được ngay luôn. Và cuối cùng thì mọi chi tiết thì xin quý vị cứ alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581. Dạ vâng. Em ở Mỹ Đình nhé quý vị nhé. Em ở số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, ngay gần bến xe Mỹ Đình quý vị nhé. Và cuối cùng thì em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video mới nhất của bên em tới đây. Và em xin cảm ơn.